Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một tính năng hết sức thú vị của smartphone Samsung. Đó là tính năng chạy hai ứng dụng cùng một lúc trên một màn hình. Ở đây tôi dùng cái Samsung Galaxy Note có màn hình cạnh bên. Đối với Samsung Galaxy Note có màn hình cạnh bên thì chúng ta để làm được điều đó chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta mở màn hình cạnh bên lên. Sau đó chúng ta vào sửa. Vào sửa. Đây, nó hiện ra cái giao diện này. Ở đây nó có cái dấu cộng tạo cặp ứng dụng. Chúng ta click vào cái dấu cộng để tạo cặp ứng dụng. Ở đây tôi đã tạo rồi một cặp ứng dụng là YouTube và Internet. Bây giờ thì ví dụ tôi tạo thêm một cặp nữa. Click vào tạo một cặp nữa. Ở đây tôi sẽ tạo một cặp ứng dụng là CH Play và Facebook. Nếu tôi chọn thế này, CH Play ở trên và Facebook ở dưới, thì cái màn hình ở trên là màn hình CH Play và màn hình ở dưới là màn hình Facebook. Ngược lại, chúng ta có thể dùng nút chuyển đổi này để đưa Facebook lên trên và CH Play xuống dưới. Đây, đó là cách chuyển đổi. Sau khi xong rồi, chúng ta chọn nút hoàn tất. Hoàn tất thì nó sẽ vào cái màn hình cạnh. Đây, ở đây tôi không muốn dùng cái cặp này, mà tôi muốn dùng cái cặp YouTube và Internet, thì tôi bấm dấu trừ để bỏ, và tôi chọn vào cái cặp YouTube và Internet, nó đã vào rồi đây. Bây giờ tôi sẽ back trở lại để vào cái cặp ứng dụng này xem như thế nào. Đây, cái màn hình cạnh bên là cái cặp ứng dụng YouTube Internet đây, tôi click vào. Thì chúng ta sẽ thấy trên màn hình bây giờ nó là hai ứng dụng. Và một điều rất thú vị là chúng ta có thể kéo cái màn hình này, tùy chỉnh màn hình này theo ý, kéo lên và kéo xuống. Để vào nút chính giữa này chúng ta, ở giữa nó có cái nút để chúng ta kéo lên xuống, rất là thú vị. Và chúng ta có thể chạy song song hai cái màn hình này cùng một lúc, hai ứng dụng cùng một lúc. Ví dụ tôi chạy ứng dụng ở trên, tôi đang xem cái video tăng giảm âm lượng để tôi đang xem ở trên, để hướng dẫn cho các bạn. Đây, cái video. Bây giờ ở dưới bên dưới này thì tôi có thể đọc báo. Tôi có thể đọc báo. Như vậy thì với cái cặp ứng dụng mà chúng ta tùy chọn thì chúng ta có thể mở cùng lúc hai ứng dụng đó trên cùng một màn hình để chúng ta thao tác, rất là thú vị. Đây là đối với những dòng Galaxy Note có màn hình cạnh bên thì chúng ta làm như thế. Còn đối với các cái dòng khác thì chúng ta làm như thế nào? Đối với các dòng điện thoại khác thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào bánh xe răng cài đặt. Chúng ta vào chọn đến tính năng nâng cao. Chúng ta chọn đến cái dòng là đa cửa sổ. Và tiếp theo, cuối cùng là chúng ta bật thao tác chia đôi màn hình. Thì đó là những cái thao tác mà trên các dòng điện thoại khác của smartphone Samsung. Để chúng ta bật cái tính năng chia đôi màn hình và chạy đồng thời cùng lúc hai ứng dụng, rất thú vị. Như vậy thì với tính năng này, chúng ta có thể vừa tương tác video trên YouTube, chúng ta vừa đọc báo, hoặc là chúng ta vừa nghe nhạc, chúng ta vừa lướt Facebook, vân vân. Đây là một tính năng hết sức thú vị mà tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công. Chào quý vị và các bạn.